Này cái ổi nha các bạn. Ổi hôm nay mình bán cũng mớ ổi, ổi tàu lá trung. Phơm lá này hơi thẳng thẳng nhìn đẹp nè. Có số lá nó hơi son son nhìn nó không đẹp mà. Mấy cái này xưa mình trồng từ hạt. Cái này cái hoành sát góc được 13, nãy mình đo được 13. Cái này cắt cái phôi rồi mà. Cắt cái phôi thì rồi. Về chơi mini không mới trồng vô chậu lấy trái. Trái nè, trái nó đeo nè. Vậy là trái lắm, trời quanh năm suốt tháng nằm trên cây lúc nào cũng có trái. Ăn. Như trái vậy là ăn vô ngọt ngọt nè, mình ăn thử nè. Trái này nó ngã qua màu vàng vàng ăn được nè. Chua chua. Nhăn thử nè bạn. Chua chua ngọt ngọt. Khỏi phân thuốc thì nó không có hư nữa. Còn trái này chưa ăn được, trái này ăn nhiều chắc cầm à. Phải ngã ra cái màu vàng vàng mới ăn được. Còn đợi nó chín luôn á, nó chín quá thì nó dồi. Chín quá nó dồi xuất hiện. Quá trái nữa. Đeo một chùm nữa nè. Dễ là trái lắm, vậy mấy bạn. Cái này dành cho ai mà không biết chơi chơi trái thôi. Trồng vô chậu lấy trái cậu chơi thôi. Để dành ăn ra chấm muối tiêu cũng được. Ôi tàu lá trung.